Sau đây là các bộ phận của máy xay sinh tố CGBL6020A. Đầu tiên là cốc xay với dung tích lớn 1,5 lít hỗ trợ cho việc pha chế sinh tố và cocktail. Lưỡi dao làm bằng thép thư không gỉ 301 an toàn cho sức khỏe. Lưỡi dao này chúng ta có thể dễ dàng tháo ra tiện cho việc vệ sinh. Khi lắp chúng ta lắp theo ngược chiều kim đồng hồ. Nắp cối và cốc đông. Nắp máy có khóa an toàn. Ngăn thực phẩm chống tràn trong quá trình xay. Bệ máy, bảng điều khiển và phía dưới là chân đế chống trượt. Để sử dụng máy, đầu tiên chúng ta cho nguyên liệu vào cối xay, những các chế độ tùy theo nhu cầu sử dụng. Có thể thay đổi mức độ từ trái sang phải. Chế độ 1 dùng để xay sinh tố, nhấn tắt để hủy chế độ. Chế độ 2 dùng để xay tỏi, hành lá và ớt. Chế độ 3 dùng để xay các loại củ quả cứng. Chế độ 4 xay các loại hạt. Và nhấn nút B, Bones để nhồi đá và các thực phẩm với nhau.